Lê Văn Thịnh, người đổ đầu khoa thi nha học đầu tiên và kỳ án không lời giải. Là người đổ đầu trong khoa thi nha học đầu tiên của nước ta, là đúng thời điểm nhà Lý đang rất thiếu những vị quan mang tư tưởng khổng mạnh, Lê Văn Thịnh cứ thế leo lên những chức vụ cao cấp trong triều đình, thậm chí trở thành thầy dạy cho vua Lý Nhân Tông. Thế nhưng, vụ án Hồ Dâm Đàm bất ngờ xảy đến, vị thái sư đầu triều bỗng dưng phải nhận cái kết vô cùng bi đát khi bị quy kết có âm mưu giết vua. Đến tận bây giờ, kỳ án Hồ Dâm Đàm vẫn chưa có lời giải thích đáng. Tuy nhiên, rất nhiều người đồng tình rằng Lê Văn Thịnh đã bị hàm oan. Lê Văn Thịnh có phải là trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam? Theo bản thần tích lưu tại đền thờ ở thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Thái sư Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 tháng 2 năm 1050. Theo Ngọc Phả Đức Thái sư Đại Vương, cha của Lê Văn Thịnh Húy là Thành ở Bảo Tháp Khu, Đông Cứu Trang, Gia Định huyện, Thuận Thành Phủ. Đây là thôn Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mẹ ông là bà Trần Thị Tính ở Từ Sơn Phủ, Quế Dương huyện, Ngô Xá Trang. Cha Lê Văn Thịnh vừa dạy học vừa bốc thuốc trong làng và ngay từ nhỏ, ông đã được cha dạy dỗ cẩn thận. Lê Văn Thịnh nổi tiếng thông minh, học đâu nhớ đấy và nhớ rất lâu, lại thêm đức tính chăm học. Nhờ chuyên cần nên năm 13 tuổi, Lê Văn Thịnh đã thông thuộc kinh sử, hiểu biết rộng, được mọi người trong vùng và bạn bè gọi là thần đồng. Năm Lê Văn Thịnh 18 tuổi, cha mẹ đều qua đời, ông dời đến sống ở Trang Chi Nhị, nay thuộc thôn Chi Nhị, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh và mở trường dạy học. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 2 năm Ất Mão 1075, vua Lý Nhân Tông cho mở khoa thi Minh Kinh Bắc học và thi nha học tam trường. Lê Văn Thịnh dự thi và đã đổ đầu. Vấn đề là trong cả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lẫn nhiều bộ chính sử về sau đều chỉ ghi ông đổ đầu, trong khi hiện nay một số người vẫn quen gọi ông là trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Theo các căn cứ lịch sử, lần đầu tiên nước ta áp dụng danh hiệu Tam Khôi, tức ba tước vị trạng nguyên, bản nhãn và thám hoa cho những người đổ đầu các kỳ thi nha học là vào thời nhà Trần. Cụ thể, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về chế Tam Khôi. Mùa xuân tháng 2 năm Đinh Mùi 1247, mở khoa thi chọn kẻ sĩ, ban cho Nguyễn Hiền đổ trạng nguyên, Lê Văn Hưu đổ bản nhãn, Đặng Ma La đổ thám hoa. Còn theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, phải đến năm Bính Ngọ 1246, triều đình mới tổ chức thi đại tỷ, còn gọi là đại tỷ thủ sĩ. Khoa thi năm Bính Ngọ này, danh hiệu trạng nguyên thuộc về Nguyễn Quang Quang, có tài liệu ghi là Trần Quán Quang, người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc, nay là Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, ngay cả lịch sử khoa bảng Việt Nam cũng công nhận Nguyễn Quang Quang là trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu tuyển Minh Kinh Bác học và thi nha học tam trường, chứ không phải là thi lấy Tam Khôi. Các bộ chính sử cũng không cho biết chế độ thi cử năm ấy ra sao, càng không cho biết là đã có danh hiệu trạng nguyên vào lúc này. Nên với trường hợp của Lê Văn Thịnh, nhiều người cho rằng gọi ông là người đổ đầu kỳ thi nha học đầu tiên của nước Đại Việt độc lập, tự chủ, hoặc người mở đầu nền khoa cử nha học Việt Nam thì sẽ đúng hơn. Sứ giả đàm phán với nhà Tống. Ban đầu, Lê Văn Thịnh được vào hầu vua học, sau được thăng chức nội cấp sự rồi thị lang bộ binh vào năm Bính Thìn 1076. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh chống Tống xâm lược lần 2 1075-1077, thế nhà Tống vẫn còn đang đóng giữ nhiều vùng đất vốn thuộc chủ quyền biên giới ở nước ta. Năm 1079, vua Lý Nhân Tông liên tiếp cử các đoàn phái bộ đi đàm phán do Lương Dụng Luật, Đào Tông Nguyên và Lê Văn Thịnh dẫn đầu. Đoàn phái bộ của Lê Văn Thịnh khởi hành vào tháng 6 năm 1084, được coi là đoàn chốt hạ đàm phán. Lập trường của phía Tống là đồng ý trả lại những vùng đất mà họ đã chiếm được trong cuộc chiến tranh Lý Tống, cụ thể là phần còn lại của Châu Quảng Nguyên. Còn đất do các tù trưởng họ Nùng cống nạp vẫn sẽ do nhà Tống cai quản. Phía Đại Việt, Lê Văn Thịnh lập luận rằng đất đai thuộc quyền sở hữu của chủ, viên quan lại mang đất đi là ăn trộm vật của chủ mang đi. Theo Sử Tống, lập luận của sứ thần Lê Văn Thịnh rất sắc bén, nhưng không hiểu tại sao sau đó ông lại đổi sách lược, đồng ý để lại những vùng người Nùng đã nộp, tổng cộng 18 xứ cho vua Tống. Vua Tống chấp thuận, ban chiếu trả lại đất 6 huyện và 2 động thuộc Châu Quảng Nguyên, nay là phần đất ở phía tây bắc tỉnh Cao Bằng. Khi về kinh đô, Lê Văn Thịnh đã được phong chức thái sư, được coi là cao nhất trong hàng ngũ quan văn. Thế nhưng không biết vì lý do gì, Lê Văn Thịnh lại không thông báo với triều đình chuyện không thể lấy lại 18 xứ Nùng.
để rồi đến năm 1086, thấy nhà Tống vẫn dùng dằng chưa trả đất, nhà Lý lại tiếp tục cử người đi đàm phán. Sứ bộ Đại Việt lần này do Lê Chung dẫn đầu, lúc bấy giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ. Điều này rất có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ kỳ án kỳ bí nhất trong lịch sử Việt Nam mà nhân vật chính là Lê Văn Thịnh. Kỳ án Hồ Dâm Đàm. Đại Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại vụ án như sau. Trong nhà Lê Văn Thịnh có tên đầy tớ, người đại lý, giỏi làm ảo thuật, nên ông học được đôi chút. Năm 1095, vua Lý Nhân Tông đi xem đánh cá ở Diêu Đàm hay Dâm Đàm, nay là Hồ Tây, Hà Nội. Vua ngự trong thuyền nhỏ, thị vệ theo hầu rất ít. Lê Văn Thịnh nhân cơ hội ấy, dùng ảo thuật làm khói sương nổi lên bao phủ mặt hồ. Khi mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, một người đánh cá tên là Mục Thận quăng lưới bắt, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ ông là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đầy lên trại đồ Thao Giang, Sơn La ngày nay. Vụ án trên từ lâu đã gây ra nhiều tranh cãi. Rõ ràng có sự thêm thắt rất hoang đường khi cho rằng Lê Văn Thịnh đã hóa hổ để mưu sát vua. Có người nói ông bị người ghen ghét tìm cách hạ bệ. Có người nói ông là nạn nhân bởi sự xung đột ý thức hệ giữa Phật giáo và Nho giáo. Cũng có ý kiến cho rằng đây là hậu quả của việc lấp liếm kết quả đi sứ nhà Tống. Tuy nhiên, giả thuyết xung đột ý thức hệ được nhiều sử gia đồng tình hơn cả. Và mặc dù vẫn chưa thống nhất được nguyên nhân, nhưng có một điểm chung mà nhiều người đồng ý là Thái sư Lê Văn Thịnh đã bị hàm oan. Theo lưu truyền dân gian, khi sức lực tàn kiệt, Lê Văn Thịnh được ân xá, lần tìm về quê hương. Nhưng khi đến làng Điền, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thì sức khỏe ông yếu dần. Cuối cùng, Lê Văn Thịnh mất tại đó vào năm 1096, khi mới 46 tuổi. Dân làng Điền đã chôn cất và lập đình thờ, tôn ông làm thành hoàng làng. Cũng từ đó, làng Điền đổi tên là làng Đình Tổ. Hàng năm, dân làng lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch làm ngày lễ hội làng và tế lễ ngày. Lễ hội có tục lệ nướng cá tế thần và nấu cháo thái dâng cúng thành hoàng và ông bà tổ tiên. Đây là hai món ăn cuối cùng mà Thái sư Lê Văn Thịnh đã ăn trước khi mất. Rồng đá xà thần đền Lê Văn Thịnh, bảo vật quốc gia. Một trong số những di tích thờ Thái sư Lê Văn Thịnh tiêu biểu là đền Lê Văn Thịnh, tọa lạc ở sườn phía nam núi Thiên Thai, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngôi đền được xây dựng từ lâu đời bên cạnh chùa Thiên Thư, trên mảnh đất vốn là nhà riêng của Thái sư Lê Văn Thịnh. Đến thời Lê, nhân dân địa phương đã dựng lên ngôi đền có quy mô lớn để nhớ ơn và triều đình cũng ban tặng sắc phong, soạn thảo thân tích phụng thờ. Các triều đại sau đã liên tục trùng tu, tôn tạo, kể cả việc thay đổi cấu trúc, thể hiện ở hệ thống hiện vật gốm, sứ, đá, kiến trúc có niên đại Lý, Trần, Lê Sơ, Hậu Lê, Nguyễn. Hiện trong khu di tích còn bảo lưu được nhiều tài liệu hiện vật phản ánh về cuộc đời, sự nghiệp của Thái sư Lê Văn Thịnh, trong đó có tượng rồng đá, được các nhà nghiên cứu đánh giá là độc nhất vô nhị chưa từng có trong nền mỹ thuật Việt Nam. Tượng được tìm thấy vào năm 1991 khi nhân dân địa phương tiến hành tu sửa đền. Sau khi phát hiện khối tượng lạ, người dân đã xây một ngôi miếu nhỏ, đưa tượng vào thờ và gọi bằng cái tên cung kính Ông Rồng. Hiện miếu Ông Rồng được đặt ở phía bên phải của đền thờ Lê Văn Thịnh. Toàn thân tượng được tạc bằng khối đá sa thạch với hình dáng độc đáo, nửa rồng nửa rắn trong tư thế miệng cắn thân, chân xé mình. Thực chất, tượng được ghép từ hai khúc. Mặc dù vậy, theo thông tin của Ban Quản lý Di tích tỉnh Bắc Ninh, hai khúc tượng ghép vào cũng chưa khớp hẳn. Điều này khiến nhiều người phán đoán tượng còn một phần thân lớn nữa. Nó cũng làm dấy lên hy vọng có thể sẽ tìm thấy tiếp những phần còn lại của tác phẩm điêu khắc này khi khai quật các khu vực liên quan trong tương lai. Kể từ khi được phát hiện, pho tượng rồng đá đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu xem xét. Họ đều thống nhất tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh là pho tượng có hình dạng độc đáo, cho đến nay chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Với giá trị tiêu biểu độc đáo đó, tượng đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013. Theo nhiều người, hình ảnh tự cắn vào thân mình của bức tượng thể hiện sự hối hận của vua Lý Nhân Tông vì đã nghi oan cho Thái sư Lê Văn Thịnh. Một bên tai lành còn một bên tai bịt kín của pho tượng được suy đoán tương ứng với việc nghe lời xàm tấu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Phụng, Viện Khảo Cổ học nhận xét, cái đó là trường hợp rất đặc biệt. Một con rồng tự cắn xé thân nó, người ta vẫn cho rằng đây là sự minh oan cho Thái sư Lê Văn Thịnh. Mặc dù khá thống nhất về ý nghĩa của bức tượng là sự giải oan cho Thái sư Lê Văn Thịnh, nhưng tên gọi cũng như niên đại của bức tượng vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Trong quyết định công nhận bảo vật quốc gia, bức tượng này được ghi song song hai tên, rồng đá và xà thần, niên đại được công nhận là thời Lý. Tuy nhiên,
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Phụng nhận xét, Lê Văn Thịnh bị hàm oan thời Lý, thậm chí bị đi đày. Chính vì thế, ngay trong thời Lý sẽ khó có chuyện dựng đền thờ ngay sau khi ông mất. Đó phải là chuyện của những đời sau. Theo tôi, nó ở thời Lê thì hợp lý hơn. Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tính, người trong Hội đồng Khoa học Thẩm định các bảo vật quốc gia, lại nghiêng về quan điểm tượng là một con rắn. Điều này cũng tương đồng với một số ý kiến cho rằng, tại đền thờ của một vị quan thì không thể có rồng, vì rồng là con vật gắn với vua. Nó là rắn thần. Chính tôi, khi thẩm định đã đề nghị ghi tên bức tượng là xà thần. Đây không phải là rồng, nó là xà thần thời Lý. Nó có hình dáng là rắn rất rõ nét. Về dấu ấn kỹ thuật và phong cách, tôi thấy đây là tác phẩm thời Lý rất rõ nét, ông Tính nói. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.